Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 16 giờ của Đài Phát thanh Trình Cao Bằng. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Chiều 17 tháng 6, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 10 điểm cầu Viện Kiểm sát Nhân dân các huyện, thành phố, sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2022. 6 tháng đầu năm, viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh thụ lý kiểm sát trong giai đoạn điều tra, truy tố xét xử giảm về số vụ và bị can so với cùng kỳ năm 2021. Kiểm sát chặt chẽ đảm bảo 100% các trường hợp bắt giữ đều khởi tố chuyển xử lý hình sự. Tỷ lệ giải quyết tin báo điều tra đảm bảo đúng hạn 100%. Số vụ án truy tố đúng thời hạn, đúng tội đạt 100%. Trong đó, tỷ lệ giải quyết giai đoạn truy tố đạt 93,2%. Tỷ lệ án trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung chiếm 2,4% thấp hơn 2,6% so với mức tối đa 5% của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề ra, công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thi án thực hiện hiệu quả. 6 tháng cuối năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục triển khai bám sát và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của ngành, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên để thực hiện tốt nhiệm vụ duy trì tốt mối quan hệ với các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn chú trọng tham mưu tranh thủ sự chỉ đạo của viện kiểm sát nhân dân tối cao và cấp ủy địa phương đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát việc giải quyết các vụ án hình sự đảm bảo không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát các hoạt động tư pháp trên tất cả các lĩnh vực góp phần đấu tranh phòng chống vi phạm tội phạm trên địa bàn Tại hội nghị, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã phát động thi đua quý 3 năm 2022. Thực hiện chương trình Cây gậy trắng cho người mù Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động, chiều ngày 17 tháng 6, Hội Người mù huyện Hà Quảng đã trao 8 cây gậy trắng cho các đối tượng là người mù, người khiếm thị thuộc xã Đạt Thông, huyện Hà Quảng. Việc hỗ trợ cây gậy trắng với nhiều tính năng sẽ trợ giúp giảm bớt một phần khó khăn trong việc đi lại, giúp người mù di chuyển an toàn, chủ động với mục tiêu sẻ chia của cộng đồng xã hội sau khi tiếp nhận những cây gậy trắng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ, Hội Người Mù huyện Hà Quảng đã giả soát nhu cầu tại các xã thị trấn, lập danh sách cụ thể để có thể trao cây gậy trắng đến đúng đối tượng. Tại xã Đa Thông, Hội Người Mù huyện đã trao 8 cây gậy trắng với tổng trị giá hơn 1 triệu đồng cho 8 đối tượng người khiếm thị và trao hai thùng quần áo được quyên góp từ các nhà hảo tâm trao tặng cho các đối tượng khuyết tật của xã việc lan tỏa và tiếp tục hành trình sáng kiến một triệu cây gậy trắng cho người khiếm thị Việt Nam là thông điệp thể hiện sự quan tâm, đồng hành của xã hội đối với những người khuyết tật, những người yếu thế để không có ai bỏ lại phía sau. Theo Bộ Y tế, đến nay đã có gần 9,6 triệu người mắc COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh. Hiện còn hơn 1,1 triệu F0 đang theo dõi điều trị. Hiện nay, các địa phương cần tiếp tục thực hiện biện pháp phòng chống dịch, tiêm vaccine tăng cường, nhắc lại cho những nhóm có nguy cơ. Tại Việt Nam, số trường hợp mắc Covid-19 trong thời gian qua có xu hướng giảm mạnh từ cuối tháng 3 đến nay. Số mắc mới mỗi ngày hiện còn khoảng 600 đến 700 ca mỗi ngày, thấp nhất gần 12 tháng qua, nhưng số mắc mới được ghi nhận tăng nhẹ trở lại trong những ngày qua tại một số tỉnh thành phố. Từ cuối tháng 12 năm 2021, sau khi ghi nhận ca mắc đầu tiên biến thể Omicron, số mắc cả nước tăng cao nhất trong 3 tuần đầu của tháng 3 do biến thể Omicron đã chiếm chủ đạo, sau đó giảm mạnh từ cuối tháng 3 đến nay. Bộ y tế tiếp tục chủ động bám sát diễn biến tình hình dịch, sự xuất hiện của các biến chủng mới, thường xuyên trao đổi với Tổ chức Y tế thế giới WHO để cập nhật thông tin kịp thời, chính xác về các biến chủng, xây dựng phương án đảm bảo công tác y tế ứng phó với các tình huống dịch COVID-19 giai đoạn 2022-2023 tiếp tục cùng với các bộ ngành địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp thực hiện phục hồi phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, đảm bảo hoàn thành tiêm mũi 3 cho người cần tiêm và tiêm mũi 2 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi trong quý 2 năm 2022. Bộ Y tế đã ban hành nhiều công điện gửi các tỉnh, thành phố về tăng cường công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Ngày 17 tháng 6, Công an huyện Hà Quảng bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1985, trú tại Tổ dân phố Xuân Lộc, thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào hồi 10 giờ 45 phút ngày 17 tháng 6, Tổ công tác đội điều tra tổng hợp Công an huyện chủ trì phối hợp cùng Công an xã Trường Hà làm nhiệm vụ tại đoạn đường thuộc khu vực xóm Hòa Mục, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Minh đi xe mô tô di chuyển theo hướng từ xóm Hòa Mục, xã Trường Hà về thị trấn Xuân Hòa có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Minh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,12 gam heroin. Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Quảng đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Minh, kết quả thu giữ 0,88 gam heroin. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hà Quảng ra quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Văn Minh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo pháp luật. Tiếp sau đây sẽ là thông tin trong nước quốc tế ban tổ chức trung ương hội đồng lý luận trung ương phối hợp với thành ủy hà nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị những vấn đề lý luận và thực tiễn Tổng hợp các ý kiến tham luận tại hội thảo, trưởng ban tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho rằng ban chỉ đạo đề án Trung ương 6 đã rút ra nhiều ý kiến hay, vấn đề cụ thể để đề xuất với Trung ương. Đó là đổi mới phương thức lãnh đạo phải cụ thể hóa, tối ưu hóa để hiện thực hóa tốt nhất các chủ trương đường lối của Đảng. Trong quá trình đó, các cấp ủy tổ chức Đảng phải phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, tạo hiệu ứng mạnh mẽ để tổ chức thực hiện, nhất là trước những việc khó. Trong quá trình lãnh đạo, cấp ủy tổ chức đảng phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, gắn với hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc, phát huy vai trò của người đứng đầu cũng như tính tới việc cho phép người đứng đầu có thêm một số thẩm quyền để đổi mới phương thức lãnh đạo. Quan trọng nhất là cán bộ phải có năng lực, đạo đức và bản lĩnh. Công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện một cách chính xác để lựa chọn đúng cán bộ, đồng thời phải tạo dựng khuôn khổ pháp lý, quy định để cán bộ không dám và không thể tham nhũng tiêu cực. Đổi mới phương thức lãnh đạo cần phải phù hợp với đặc điểm tình hình của từng loại hình tổ chức đảng trong mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân dân, đơn vị kinh tế. Việt Nam Campuchia thảo luận kế hoạch xử lý cột mốc cũ ở nơi đã hoàn thành phân giới cắm mốc cũng như khắc phục cột mốc hư hỏng. kế hoạch xử lý các cột mốc cũ còn tồn tại trên thực địa ở những nơi đã hoàn thành phân giới cắm mốc được chủ tịch ủy ban liên hợp biên giới việt nam campuchia cho biết kế hoạch này bao gồm dỡ bỏ hoặc giữ lại một số cột mốc để làm chứng tích lịch sử và tạo thuận lợi cho công tác quản lý biên giới xử lý khắc phục một số mốc biên giới bị hư hỏng sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở Hai bên cũng thảo luận về cắm thêm một số cọc đánh dấu điểm đặc trưng để làm rõ hướng đi của đường biên giới tại một số khu vực đã hoàn thành phân giới cắm mốc. Việt Nam và Campuchia nhất trí tìm giải pháp phân giới cắm mốc với 16% đường biên giới còn lại, xây dựng hiệp định về quy chế biên giới mới thay thế hiệp định ký năm 1983. Theo quy chế tuyển sinh năm 2022 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố, một trong những điểm mới đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều là thay đổi trong cách tính điểm ưu tiên khu vực của thí sinh khi xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đối với các em đạt từ 22,5 điểm trở lên, điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học sẽ được giảm dần đều cho đến khi điểm thi là 30 điểm thì điểm ưu tiên bằng 0. Quy chế sẽ được áp dụng từ năm 2023 nhằm tránh tình trạng thí sinh đạt 30 điểm vẫn trượt đại học như năm trước tuy nhiên sự thay đổi nhằm mục tiêu đảm bảo công bằng thì lại gây ra nhiều lo ngại về mất công bằng cho thí sinh trước lo ngại mức điểm ưu tiên khác nhau với thí sinh cùng một vùng miền phó giáo sư nguyễn thu thủy vụ trưởng vụ giáo dục đại học bộ giáo dục và đào tạo khẳng định việc cộng điểm ưu tiên khu vực ở mức điểm đồng đều như nhau là có sự bình đẳng chứ không đảm bảo được sự công bằng khi xét tuyển đại học bằng điểm thi tốt nghiệp công bằng ở đây cần được hiểu là sự công bằng trong cạnh tranh và các ngành các trường ở mức tương đương nhau Sở Y tế Hà Nội nhận định tiến độ tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian qua còn chậm, nguy cơ không đạt tiến độ. Theo Sở Y tế Hà Nội, tiến độ tiêm vaccine COVID-19 trong thời gian qua còn chậm, nguy cơ không đạt tiến độ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đặc biệt, Sở Y tế cũng chỉ rõ một số quận tiêm chậm như Ba Đình, Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, tính đến ngày 13 tháng 6 mới tiêm được từ 40 đến 60% số trẻ cần tiêm mũi 1. Sở Y tế Hà Nội đề nghị Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã chỉ đạo các phòng y tế, giáo dục và đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các lực lượng liên quan khẩn trương giả soát đủ đối tượng thuộc diện phải tiêm, đôn đốc triển khai tổ chức tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo hoàn thành trong quý 2 năm 2022. Bên cạnh đó, Sở Y tế cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã triển khai tiêm mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 cho các đối tượng thuộc diện được tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài ra, các địa phương cần tăng cường truyền thông về lợi ích tiêm vaccine, Sở Y tế Hà Nội cũng đề nghị các địa phương gắn trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị với kết quả tiêm vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn quản lý. Địa phương nào không tiếp nhận tổ chức tiêm vaccine đạt tiến độ, chỉ tiêu theo chỉ đạo của Bộ Y tế, phải cam kết và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra dịch trên địa bàn quản lý. Số ca mắc sốt xuất, xuất huyết tại Đồng Nai có thể lên đến 24.000 ca. Đây là số liệu dự báo được các chuyên gia y tế đưa ra sau khi phân tích các dữ liệu từ hệ thống dự báo mô hình sốt xuất, xuất huyết dựa trên số liệu vệ tinh. Từ đầu năm đến nay, Đồng Nai có hơn 5.100 ca mắc. Số liệu giám sát côn trùng cho thấy chỉ số mật độ mũi trung bình của Đồng Nai tháng 6 đều tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành y tế lo ngại sốt xuất, xuất huyết tại Đồng Nai sẽ trở thành dịch lớn trong năm nay ngành y tế khuyến cáo người dân cần vệ sinh môi trường, chủ động diệt loang quăng, phòng ngừa mũi đốt, đồng thời đến cơ sở y tế uy tín để khám chữa bệnh khi có những biểu hiện của bệnh sốt xuất huyết. Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 16 tháng 6, cả nước đã ghi nhận hơn 60.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 97% so với cùng kỳ. Con số này tăng thêm khoảng 8.000 ca so với một tuần trước đó. Thời điểm hiện nay đang là cao điểm dịch sốt xuất huyết, số mắc gia tăng mạnh tại khu vực phía Nam và bắt đầu tăng tại miền Trung. Dự báo số mắc mới sốt xuất huyết đang trong xu hướng tăng, đặc biệt là tại các tỉnh thành phía Nam, hiện mỗi tuần có thêm từ 6.000 đến 8.000 ca mắc mới. Bộ Y tế cho biết sẽ lập một số đoàn kiểm tra của Bộ Y tế và các viện tiến hành kiểm tra về công tác phòng chống sốt xuất huyết tại một số địa phương. Chuyển sang phần tin quốc tế, tổ chức y tế thế giới cho biết khu vực châu Phi ghi nhận gần 1.600 ca mắc bệnh động mùa khỉ từ đầu năm đến nay. Ở nhiều quốc gia Tây và Trung Phi, động mùa khỉ được xác định là bệnh đặc hữu. Giới chức y tế hiện chưa kiểm soát được căn bệnh này tại châu Phi. Giám đốc Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh CDC châu Phi cho rằng khu vực này cần được hỗ trợ vaccine phòng bệnh động mùa vào thời điểm bệnh đang có dấu hiệu lan rộng. Bên ngoài châu Phi, tình hình cũng đáng lo ngại. Thống kê mới nhất của CDC Mỹ cho thấy tổng số ca bệnh động mùa khỉ bên ngoài châu Phi là 2.165 ca, ghi nhận ở 36 quốc gia. Vương quốc Anh, Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha, Pháp đang là những nơi ghi nhận nhiều ca bệnh nhất. Châu Âu chiếm trên 80% số ca và hiện là tâm điểm của đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ lớn nhất và lan rộng nhất được ghi nhận từ trước đến nay bên ngoài các khu vực mà đậu mùa khỉ là bệnh đặc hữu. Ủy ban khẩn cấp WHO dự kiến họp vào thứ năm tuần sau để thảo luận về mức đáng báo động mà cơ quan y tế Liên hợp quốc có thể đưa ra đối với dịch bệnh này. WHO cảnh báo khả năng bệnh đầu mùa khỉ lây lan hơn nữa trong những tháng mùa hè, thời điểm diễn ra nhiều hoạt động đi lại, lễ hội hay tịch tùng và mọi người tụ tập nhiều hơn. WHO nhấn mạnh sẽ kiềm chế bùng phát dịch bệnh bằng cách ngăn chặn hết mức có thể sự lây nhiễm từ người sang người. WHO khuyến nghị người dân cần cảnh giác và báo với cơ quan y tế khi phát hiện các vết phát ban hoặc tổn thương giống như các triệu chứng của bệnh động mục khỉ trên cơ thể. Bản tin 16 giờ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin sau.